Suốt thời gian qua, Phạm Như Phương là cái tên bị nhắc khá nhiều trong loạt drama trên mạng xã hội. Kể từ thời điểm đó, hot girl thể dục dụng cụ bị khán giả chỉ trích, đồng thời quay lưng bỏ theo dõi. Thời gian qua, hot girl thể dục dụng cụ Phạm Như Phương, hay còn được biết đến là Lu Y Phạm, sinh năm 2003, Hà Nội, liên tiếp dính những tranh cãi trên mạng xã hội như chia sẻ tranh ảnh không phù hợp thuần phong mỹ tục và phát ngôn có phần nhạy cảm. Những cụm từ gắn với cô như phông bạt, thẻ đen được lan truyền trong hàng loạt hội nhóm anti lớn nhỏ. Có group lên đến hơn 100.000 thành viên cho thấy hình tượng của cô nàng đã bị ảnh hưởng lớn thế nào sau sự việc. Ngày 14 tháng 6, tài khoản TikTok 1,3 triệu người theo dõi của Phạm Như Phương bất ngờ hiện trạng thái bị cấm, trong khi hai tài khoản Facebook và Instagram không bị ảnh hưởng. Giữa cơn bão phẫn nộ từ công chúng hiện tại, nguyên nhân khóa tài khoản được cho là do TikTok nhận được nhiều những báo cáo tài khoản từ những người dùng khác. Nhiều người tin rằng bên cạnh việc thả phẫn nộ bài đăng và bình luận, cư dân mạng đã nhấn report tài khoản của Phạm Như Phương trên khắp các nền tảng và TikTok là nền tảng đầu tiên phản hồi lại những lời báo cáo. Nửa tháng sau đó, cư dân mạng phát hiện ra kênh Phạm Như Phương bất ngờ xuất hiện trở lại trên nền tảng TikTok. Về nội dung, loạt video của cô nàng vẫn còn nguyên, không có sự thay đổi gì. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý hơn là lượng theo dõi của Phạm Như Phương. Hiện tại, tài khoản có 1,2 triệu người theo dõi, con số này đã giảm khoảng 100.000 so với trước đây, 1,3 triệu người theo dõi. Sau đó, người hâm mộ đã bắt gặp cựu hot girl thể dục dụng cụ Phạm Như Phương cùng bạn trai hẹn hò tại một trung tâm thương mại. Cô gái sinh năm 2003 gây chú ý với hành động thân mật, chăm chút cho bạn trai. Cô nàng thể hiện tinh thần thoải mái, vui vẻ, liên tục nói cười trước mặt người yêu. Trên trang cá nhân, bạn trai của Phạm Như Phương cũng chia sẻ nhiều hình ảnh tình tứ bên cô nàng. Có thể thấy, sau drama, Phạm Như Phương kín tiếng hơn trên mạng xã hội, dành thời gian tận hưởng bên bạn trai. Phạm Như Phương vốn là một vận động viên thể dục dụng cụ nổi tiếng của Việt Nam, tập luyện, thi đấu từ bé và đến nay đã đạt được rất nhiều thành tích trên đấu trường trong nước và quốc tế. Đầu năm 2024, cô tố cáo huấn luyện viên ăn chặn, được nhiều người ủng hộ vì thẳng tính. Kể từ đó trở đi, cô tích cực hoạt động trên mạng xã hội với vai trò KOL, kết thân với nhiều gương mặt khác, nhận quảng cáo cho nhãn hàng và được netizen quan tâm, lượng người theo dõi tăng vọt. Tuy nhiên, tên tuổi Phạm Như Phương thường gắn liền với thị phi và thái độ của cộng đồng mạng cũng dần thay đổi. Những phát ngôn của cô trên các nền tảng mạng xã hội thường khiến Phạm Như Phương gặp nhiều rắc rối. Cô vướng vào những ồn ào về tình cảm, cách hành xử trên mạng xã hội và chia sẻ hình ảnh phản cảm gây phẫn nộ lớn. Đến ngày 20 tháng 6, Phạm Như Phương và bạn trai đăng bài xin lỗi. Cô thừa nhận bản thân thiếu hiểu biết và thiếu quan sát, không tìm hiểu kỹ ý nghĩa của các bức tranh nên đã vô tình chia sẻ khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, bất bình. Cựu vận động viên cũng lên tiếng xin lỗi và xin nhận trách nhiệm vì sơ suất của mình, cam kết không có hành động tương tự trong tương lai. Đồng thời cô khẳng định mình luôn tự hào là người Việt Nam và từng có những đóng góp một phần sức lực của mình cho thể thao nước nhà. Bạn trai Phạm Như Phương cũng đăng tải nội dung tương tự. Anh chàng cho biết bản thân không thực hiểu rõ chi tiết và ý nghĩa của bức tranh đến triển lãm với tư cách một thành viên trong gia đình. Ngoài ra, anh chàng xin lỗi vì đã khiến mọi người hiểu lầm và khẳng định ba mẹ cũng như hai anh em đều rất yêu và tự hào về quê hương Việt Nam.